những cái shop nâu của căn của quên quên có đấy hả đây hả đây đây căn này là bên bên nhà rồi đang sửa đó ha. Dạ. Shop nâu hả? Shop nâu luôn hả? Dạ đúng rồi, shop nâu. Shop nâu của gan gan trời ơi đẹp quá, trời cái cầu kìa, cái cầu này thấy cái xe điện. Ừ. Đẹp quá à. Trời cầu tình yêu, đây là cầu tình yêu. Cầu tình yêu hả? Đúng rồi, đây là cầu tình yêu. Cầu tình yêu. Đó cầu tình yêu đó nữa là họ có nhặt nước bên này á chị. À. À đây cái là khu trung tâm đó phải không? Đúng khu trung tâm nhặt nước không? À là em nói cái căn hộ mà mình là nhà mình ra đây nè, nhìn ra đây, đây nè. Đúng rồi. Ui đẹp quá đi. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Mê mẩn luôn. Quá đẹp luôn ơi. Không có lúc nào cũng có người bảo vệ công trình. Đi xả. Bỏ giờ đi xe điện nè, đi xe điện đi ngắm cảnh đường phố. Một đơn vị vận hành mà có 18 năm kinh nghiệm là đồng bằng điện thường đâu chị. Bộ viên ấy, chỉ trực thuộc bộ viên thôi, không có vận hành cho cái đồng khác đâu. Mê mẩn. Đây là vô tới nhà đêm nè. Mỗi giờ quá đi rồi, đâu phải đi xe điện để đêm nó lớn rộng quá. Đi xe điện chứ để không có. Đó là chợ đêm đó chị. Đây chợ đêm phải không? Chợ đêm Phú Quốc phải không? Ờ. Cả ông nhanh trong cái cách này. Rồi rồi. Không cần không. Cái này nãy lúc mình vô đường nào, mình vô bên nào, không cần đâu. Mình vô là đây có đông khách. Sau đây mình vô trong tâm. Thấy đâu không? Ừ, đâu đó đâu. Thế giới này sẵn hàng nên đẹp quá. Đẹp quá. Phố đi bộ nữa kìa. Phố đi bộ chợ đêm. Phố quá. Vô chợ không? Vô đây đi đẹp quá đi. Đẹp quá đi. Đẹp quá. Chơi á anh, hôm thứ hai là ngay cái chỗ này để mình đi ra đây chơi đó. Ừ.